Phát biểu tại hội nghị trong ngày họp đầu tiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao sự tham gia của các nước nhằm tìm kiếm một nền hòa bình thực sự và công bằng cho Ukraine. Ông kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ sẽ là nền móng của một trang sử được tạo nên và cuộc xung đột có thể được giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Hiến chương Liên Hợp Quốc là cơ sở cho chúng tôi, và sau đó khi kế hoạch hành động được đưa lên bàn, được tất cả mọi người nhất trí và minh bạch cho người dân, thì kế hoạch đó sẽ được thông báo tới các đại diện của Nga. Sau đó tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai, chúng ta có thể giải quyết sự kết thúc thực sự của cuộc xung đột. Bây giờ chúng ta đang cùng nhau bắt đầu con đường này. Chúng ta phải chứng minh rằng thế giới thống nhất là một thế giới hòa bình, một thế giới biết cách hành động đúng đắn. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây không mấy kỳ vọng vào một nền hòa bình cho Ukraine sẽ dễ dàng đạt được. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua đã bác bỏ các điều kiện chấm dứt xung đột ngay lập tức của Tổng thống Nga Putin mới đưa ra, gọi đó là lời kêu gọi Ukraine đầu hàng. Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố những điều kiện của Nga sẽ không bao giờ được đáp ứng để thành hiện thực. Trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng không đồng tình với việc đóng băng cuộc xung đột ở thời điểm hiện tại, cho rằng các nước cần hỗ trợ Ukraine để có một nền hòa bình toàn diện, ngầm ám chỉ những nỗ lực quân sự và ngoại giao để giúp Ukraine có được lợi thế trên chiến trường và bàn đàm phán. Còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng dành nhiều lời lẽ chỉ trích Nga, song cũng phải thừa nhận hòa bình thực sự ở Ukraine không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Nga trong các cuộc đàm phán. Đây cũng là nhận định của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, hai nước từng đăng cai những hội nghị hòa bình Ukraine trước đó nhưng ở cấp độ thấp hơn. Hai nước này cho biết, một tiến trình hòa bình có ý nghĩa cần có sự tham gia của Nga. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Assad cho biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là cộng đồng quốc tế khuyến khích bất kỳ bước đi nào hướng tới các cuộc đàm phán nghiêm túc, vốn đòi hỏi sự thỏa hiệp khó khăn như một phần của lộ trình dẫn đến hòa bình. Và ở đây, cần phải nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến trình đáng tin cậy nào cũng cần có sự tham gia của Nga. Tổng thống Sepp Blatter cũng không mấy kỳ vọng vào một thỏa thuận về cách thức thiết lập hòa bình sẽ đạt được tại hội nghị, nhưng cho rằng hội nghị là cơ hội đầu tiên để thảo luận về các điều kiện hòa bình trên nền tảng rộng rãi nhất có thể. Theo Tổng thống nước chủ nhà Thụy Sĩ, bà Viola Amherst, hội nghị là cơ hội để các bên chia sẻ quan điểm nhằm tìm một giải pháp hòa bình cho Ukraine. Và lý do cho hội nghị lần này là để cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho khả năng diễn ra đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan là Nga và Ukraine. Do đó, thay vì bàn sâu về kế hoạch hòa bình chỉ của Tổng thống Ukraine, đại diện nhiều quốc gia khác tham dự hội nghị muốn bàn về những hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine như chi phí cho người di cư, vấn đề an ninh lương thực và hạt nhân nhằm kiểm soát cuộc xung đột không lan rộng. Tại đây, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố gói viện trợ hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ cho năng lượng và nhân đạo cho Ukraine. Trước thêm hội nghị tại Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẽ chấm dứt xung đột nếu Ukraine đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân ra các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga. Các điều kiện đó đã một phần chứng tỏ được sự tự tin ngày càng gia tăng của Nga, rằng lực lượng của nước này đang giành thế thượng phong trên chiến trường. Phát biểu tại thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine tại Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 6, Tổng thống Macron kêu gọi đưa thêm nhiều nước vào quá trình tìm kiếm chấm dứt xung đột Ukraine-Nga. Tuy nhiên, Nga lại không được mời tham dự hội nghị này, khiến Kremlin cho rằng hội nghị này là vô nghĩa. Tổng thống Macron nói, tất cả chúng ta đều cam kết xây dựng một nền hòa bình bền vững, nhưng một nền hòa bình như vậy không thể là một sự đầu hàng của Ukraine. Ông Macron nói thêm, bất cứ thỏa thuận nào về chấm dứt chiến sự đều phải khôi phục chủ quyền của Ukraine và tôn trọng quy tắc quốc tế. Ông Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác khẳng định rằng Nga không được phép chiến thắng. Họ cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thêm viện trợ vũ khí và kinh tế cho Ukraine chừng nào nước này cần. Tổng thống Macron là người đi đầu trong việc cổ suý cho sự tham gia sâu hơn của NATO trong xung đột Ukraine. Ông đã kêu gọi một liên minh các nước gửi chuyên gia huấn luyện quân sự tới Ukraine. Ông cũng gợi ý rằng các nước thành viên NATO không nên loại trừ khả năng triển khai quân của họ sang Ukraine vào một thời điểm nào đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng trong bối cảnh các lãnh đạo quốc tế nhóm họp ở Thụy Sĩ để thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine đang diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock ở Thụy Sĩ với sự tham gia của hơn 100 phái đoàn, bao gồm phái đoàn từ các nước G7, G20 và BRICS. Dù là một bên trong cuộc xung đột, nhưng Nga không được mời tham dự sự kiện này. Chúng tôi không có gì để nói với họ. Chúng tôi muốn gặp nhau lần sau tại một sự kiện thực chất và hứa hẹn hơn, ông Peskov nói, nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng các cuộc đàm phán không thể mang lại giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nếu không có Nga. Vấn đề hòa bình Ukraine không được thảo luận ở Thụy Sĩ. Thay vào đó, các vấn đề nhân đạo và bán nhân đạo đang được thảo luận. Theo Peskov, ông lưu ý rằng đề xuất gần đây nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn đã bị những người tham gia hội nghị thượng đỉnh công khai bác bỏ. Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Ngoại giao hôm 14 tháng 6, ông Putin nói rằng Nga sẽ ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu Kiev đáp ứng một số điều kiện, công nhận toàn bộ 5 khu vực đã trưng cầu ý dân sáp nhập Nga là một phần của Nga, rút quân khỏi những khu vực này, từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cam kết không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và tôn trọng quyền của người dân nói tiếng Nga. Tổng thống Putin cho biết, để đạt được một nền hòa bình lâu dài, tất cả những điều này cần được công nhận ở cấp độ quốc tế và sau đó là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Lời đề nghị của Tổng thống Putin ngay lập tức bị người đồng cấp Ukraine và một số lãnh đạo phương Tây từ chối. Bình luận về phản ứng của phương Tây trước lời đề nghị của Tổng thống Putin, ông Peskov nói rằng chúng không mang tính xây dựng. Nga đã tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị Thụy Sĩ ngay cả khi được mời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hồi tháng 3 cho biết sự kiện này có thể sẽ chỉ tập trung vào quan điểm của Ukraine và thúc đẩy cái gọi là công thức hòa bình của ông Zelensky đi ngược lại lợi ích của Nga. Gần 7.000 binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thông tin trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trong cuộc gặp với các cựu chiến binh ngày 14 tháng 6. Con số này đã tăng gần 100.000 binh sĩ so với số lượng trước đó mà nhà lãnh đạo Nga công bố vào tháng 12 năm 2023. Đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga tự nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự kể từ năm 2024. Quân đội Nga cũng ghi nhận lượng tân binh ổn định. Ngoài ra, Nga cũng bác bỏ những cáo buộc từ Kiev và một số phương tiện truyền thông phương Tây về làn sóng huy động quân. Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đang có kế hoạch huy động thêm 300.000 quân vào ngày 1 tháng 6. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ tuyên bố, nhấn mạnh rằng thông tin này không đúng sự thật. Đến tháng 5, tạp chí Mỹ Financial Times đưa tin làn sóng tuyển quân hàng loạt lần thứ 2 ở Nga sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Một lần nữa, người phát ngôn Peskov bác bỏ tuyên bố. Về phần mình, Nga công bố nước này tiến hành huy động quân một phần vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi chính thức triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Khoảng 300.000 người, trong đó phần lớn có kinh nghiệm quân sự từ trước, được gọi đi làm nhiệm vụ. Sau đó, những lần chiêu mộ tiếp theo đều được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Tháng 12 năm 2023, Tổng thống Putin cho biết trong số 617.000 binh sĩ tham gia cuộc chiến tại Ukraine có 244.000 người được triệu tập theo đợt huy động quân vào tháng 9 năm 2022. Khoảng 41.000 binh sĩ được nhập ngũ trong cùng đợt sau đó và được giải ngũ vì lý do sức khỏe hoặc đến tuổi xuất ngũ. Về phía Ukraine, quân đội nước này đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cả nhân lực lẫn vũ khí trước một lực lượng Nga dồi dào. Vào tháng 4, Kiev đã thông qua luật mới hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, mở rộng quyền hạn của binh sĩ nhập ngũ và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người trốn nghĩa vụ. Hồi tháng 5, một đạo luật cũng được thông qua cho phép một số tù nhân gia nhập quân đội. À.